Gần Tết rồi, Bình Quỳnh có nôn không? Mình nôn chứ. Bình Quỳnh nó hồi xưa mà còn thời còn sinh viên ấy nha. Đến cái gần về Tết là Bình Quỳnh chuẩn bị đồ cả tháng rồi nha. Bỏ đồ Mali cả tháng. Nó háo hức về đến mức đó luôn. Mình bỏ đồ trước một tháng rồi mọi người.